Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Có mặt ở đây vốn là tro bụi, vốn hư mất trong hỏa ngục đời đời, nhưng Ngài đã đến để tìm và cứu chuộc chúng con. Ngài dùng những năm tháng ngắn ngủi trong cuộc đời của chúng con để đem lại ích lợi lâu dài đầy ý nghĩa cho cả cõi đời đời. Và chúng con mỗi lần suy gẫm đến tình yêu của Chúa, không ngớt hạ lòng mình xuống để tôn cao, thuận phục Ngài, vì biết rằng ý muốn của Chúa vô cùng tốt lành. Cha ơi, tối hôm nay chúng con có mặt ở đây để cùng chung với nhau cảm tạ Chúa vì tình yêu quá lạ lùng mà Ngài đã dành cho đầy tớ của Chúa, cho mục sư Hùng, cho hội thánh ở tại đây, cũng như cho mỗi cuộc đời của chúng con. Xin Ngài đặt trong chúng con sự đáp ứng với Ngài, để chúng con một lần nữa tận hiến đời sống của mình, dù nhỏ bé, dù tầm thường. Nhưng chúng con biết rằng khi chúng con trao chúng con vào trong tay của Ngài, thì Ngài sẽ sử dụng cho những công việc lớn lao. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con dâng thì giờ này đồng lòng hiệp ý với nhau và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn tất cả các đầy tớ của Chúa. Xin chúng ta cùng ngồi. Cảm ơn Chúa, chúng ta có mặt ở đây trong thời khắc vô cùng tuyệt vời, đầy ý nghĩa. Và một lần nữa, chúng ta cũng sẽ lắng lòng để đến với lời của Chúa. Bởi vì đây là nguyên tắc bất di bất dịch, mà sự kiện ở đây buổi tối hôm nay là một bằng chứng rất sống động. Và nếu chúng ta tin, điều đó sẽ được thành cho những người nào tin cậy nơi Ngài. Tôi có phần kinh thánh ở đây. Có lẽ là chúng ta cùng nhìn lên màn hình và chúng ta cùng đọc chung với nhau. Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Cảm ơn Chúa, chúng ta có mặt ở đây buổi tối hôm nay. Dù là xuất thân ra sao, dầu cho hiện tại chúng ta đang làm gì, ở nơi nào, thì chúng ta có một điểm chung, đó là tất cả chúng ta là công dân trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Tất cả chúng ta, dù lâu năm, dù mới mẻ, thì chúng ta được chọn để bước vào vương quốc của Chúa. Mỗi một dân tộc có những cái đặc tính khác nhau. Và chắc chắn là chúng ta biết rồi, người ta nói về dân tộc Việt Nam như thế nào, thì chúng ta cũng thường hay tự chế giễu mình. Bởi vì mỗi một dân tộc, mỗi một đất nước, vì cớ lịch sử, vì cớ địa lý, vì cớ hoàn cảnh sống, đó vô tình hình thành trong tâm tánh của con người một vài cái nét nào đó. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta là công dân của nước thiên đàng, thì chính Chúa Giêsu Ngài mách bảo với chúng ta đặc tính của nước thiên đàng là gì. Và ở trong mấy câu kinh thánh này thì Chúa nói nước thiên đàng giống như một hạt cải người kia gieo trong ruộng của mình. Tôi có cơ hội đi qua xứ thánh lần thứ hai. Lần thứ nhất là năm 2008 và lần thứ hai là vào đầu năm 2023. Tôi là con của một mục sư, cho nên từ nhỏ thì tôi đã đọc kinh thánh, bị buộc phải đọc và quen thuộc với cái câu chuyện đó là nước thiên đàng giống như một hạt cải rất nhỏ, nhưng rồi người ta gieo trong ruộng của mình và nó trở thành một cây lớn đến nỗi chim trời đến làm tổ trên nhành nó. Thật ra tôi không thể hiểu được, và chúng ta là người Việt Nam thì không thể tưởng tượng được làm sao mà một cây cải, nó là một cái thứ rau mà,
làm sao có thể to lớn đến nỗi chim trời đến làm tổ trên nhành nó được. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở trên màn hình đó, hình ảnh của cái hột cải, nó rất là nhỏ, rất là nhỏ bé. Một hột cải, đây là một núm những hột cải nhỏ như vậy đó. Nhưng mà chúng ta thấy đây là một trong những cái cây cải ra từ cái hạt này đây. Dĩ nhiên là không phải tất cả mỗi một hột đều trở thành một cây như vậy. Nhưng mà lần vừa rồi khi đi qua Israel thì tôi rất ngạc nhiên. Ở trên sườn đồi, ở bên vệ đường, ở trong rừng, đâu đâu cũng có hình ảnh của cái cây cải này. Nhỏ thôi, nhưng mà cũng có những cái khu vực đó thì một cây cải nó to như vậy. Và tự nhiên tôi nhớ đến lời của Chúa. Tối hôm nay chúng ta có mặt ở đây, chúng ta được chứng kiến, chúng ta được nghe lời chứng của đầy tớ Chúa là một sư hùng. Và nếu chúng ta theo dõi đầy tớ của Chúa thì chúng ta phải hạ lòng mình xuống và nói rằng: ồ, quả thật vậy. Cảm ơn Chúa. Con không thể tưởng tượng được là những gì con có rất tầm thường, rất nhỏ bé, đến nỗi con nghĩ rằng con chẳng làm được việc gì đâu. Người đời coi thường con, những người chung quanh cũng nghĩ rằng con sẽ không làm được điều gì. Nhưng cảm ơn Chúa, vì con là một phần trong nước thiên đàng, trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên từ những gì rất nhỏ bé đó, bằng đức tin thì con sẽ có thể trở nên một cây lớn đến nỗi chim trời đến làm tổ trên nhành nó. Kinh Thánh có rất là nhiều, có rất nhiều cái bằng chứng như vậy. Chúng ta nhớ đến Joseph. Joseph chỉ là một người con út trong gia đình của Jacob. Joseph là một người sinh sau đẻ muộn. Và chúng ta biết là thường đó, trong gia đình một người con trưởng thì rất là tháo vát, quán xuyến nhiều việc bởi vì tình thế bắt buộc như vậy. Nhưng mà người con út sinh ra thì đã thừa hưởng tất cả mọi điều rồi, cho nên tự nhiên không có nỗ lực nhiều. Và thường là người con út hay nương dựa nơi các anh chị của mình. Joseph xuất thân là vậy đó. Nhưng rồi một ngày kia, trong giấc chiêm bao, thì Chúa gieo vào trong lòng của Joseph một giấc mơ. Một giấc mơ ông không thể hiểu được, nhưng mà ông biết rằng bản chất của giấc mơ đó là nói về những gì thuộc về tương lai lớn hơn ông gấp nhiều lần, tuyệt vời hơn ông gấp nhiều lần. Mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm, đó là khi chúng ta chìm ngập trong sự hiện diện của Chúa, trong những giây phút chúng ta ở với Chúa, trong những giây phút chúng ta thờ phượng, chúng ta cảm thấy một điều gì đó rạo rực trong lòng, cảm thấy vui lắm. Dù là thực tế là nan đề, là nợ nần, là nghèo khổ, là bệnh tật, nhưng mà nghĩ đến tương lai thì có một cái điều gì đó rộn rã trong lòng. Và khi suy nghĩ điều đó thì tôi muốn khẳng định đó là mỗi chúng ta thuộc về nước Đức Chúa Trời, và giấc mơ của chúng ta khác với giấc mơ của Joseph, nhưng mà có cùng một bản chất. Bản chất đó là tương lai tuyệt vời. Bản chất đó là những ngày sắp tới lớn hơn những gì đang có. Joseph đã có cái giấc chiêm bao đó, và ông ôm ấp lấy. Ông vui mừng quá, ông kể ra, trong khi các anh của ông thì không tin, cha của ông thì ngợ ngợ. Nhưng rồi Joseph bị bắt bớ. Và chúng ta thấy rõ hoàn cảnh thăng trầm, hoàn cảnh đã vùi dập Joseph ra sao. Nhưng rõ ràng giấc mơ của những ngày niên thiếu, lúc ông chưa là gì cả, lúc bấy giờ gia đình của Jacob chỉ là một bộ tộc rất nhỏ bé ở trong một xứ xa xôi, nhưng rồi Joseph trở nên một nhân vật thứ hai ở trong cả đế quốc Ai Cập. Chúng ta biết rất rõ Pharaoh, ông nói rằng: ta hơn ngươi cái ngai vị thôi, nhưng nếu không có ngươi thì ta cũng không sống được. Không có ngươi thì cả đế quốc này cũng không thể tồn tại được. Vậy đó, Kinh Thánh có bằng chứng rất rõ ràng về điều đó. Một trường hợp khác nữa,
mà chúng ta cũng biết, đó là David. David cũng là một người con út bị coi thường. Cho nên khi Samuel đến để sức dầu cho một người trong gia đình đó làm vua, thì Samuel không hề nghĩ rằng có một đứa con út tên là David. Trong khi cha thì nghĩ rằng người anh lớn mới là cái người xứng đáng làm vua. Nhưng mà có điều gì đó trong lòng của Samuel nói rằng không, không phải những đứa này, còn ai nữa không? Thế là David về. Và chúng ta thấy một con người chăn chiên rất tầm thường, rất nhỏ bé, về sau trở nên niềm hãnh diện, tự hào của cả dân tộc Israel suốt nhiều ngàn năm lịch sử cho đến ngày hôm nay. David một lần kia, khi ông thờ phượng Chúa ở trong đền thờ, ông nói rằng: lạy Chúa, con là ai? Họ hàng con là gì mà Chúa đem con đến đây? Con chỉ là một con chó chết, con chỉ là một con bò chết. Cảm ơn Chúa. Nếu vài chục năm trước chúng ta nhìn thấy một người như một sư Hùng, lúc bấy giờ có lẽ chúng ta không nghĩ rằng một cái người như vậy có thể làm được một điều gì. Nhưng mà chúng ta biết cái giấc mơ hay là hạt giống đã được gieo ra trong đời sống của đầy tớ Chúa. Cảm ơn Chúa. Cách đây hơn một tháng thì tôi trong Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo Việt Nam, chúng tôi được phép tổ chức Đại Hội Đồng lần thứ nhất sau 26 năm. Nghĩa là 26 năm trước thì chúng tôi cùng với một vài đầy tớ của Chúa tách ra khỏi một nhóm. Thật ra là trước đó tôi đã là người lãnh đạo ở trong cái hội thánh đó rồi. Có một sư Lương Ngọc Ân ở đây thì ông cười, bởi vì biết rất rõ, biết nhau rất rõ. Lúc bấy giờ ở trong hoàn cảnh rất là khó khăn, chỉ là một nhóm rất ít người thôi. Ngày hôm nay cảm ơn Chúa, một giáo hội chính thức được nhà nước chấp thuận để tổ chức Đại Hội Đồng. Thật ra quý vị biết rằng 40 năm trước, lúc đó tôi tuổi 23, ba tôi là mục sư đang bị bắt học tập cải tạo. Tôi học xong lớp 12 thì không có vào đại học được, không xin việc làm được. Tôi trở nên buồn phiền, tôi trở nên oán giận Chúa, oán giận cả gia đình nữa, bởi vì nghĩ rằng ba má đi hầu việc Chúa không có lo tương lai của con cái, không có để dành một chút nào, bây giờ ra đời làm sao để bắt đầu đây. Tôi trở nên bực bội, cay đắng, oán giận, trở nên một người thỉnh thoảng uống rượu cho quên đời, nghiện thuốc lá, nghiện thuốc lào. Một ngày kia khi tôi đang đi trên đường thì Chúa nhắc cho tôi một câu kinh thánh ở trong Thơ Gian thứ nhất đoạn 1 câu thứ 9 nói rằng: còn nếu ai xưng tội mình thì Chúa là thành tín công bình để tha tội và làm sạch hết mọi điều gian ác. Tôi biết câu đó từ rất lâu nhưng mà tôi không nghĩ là mình có dính dáng gì, bởi vì nó được dùng cho những buổi truyền giảng, còn tôi là con mục sư mà. Tôi hiểu nhiều về đạo Tin Lành, tôi có thể cãi với nhiều người khác. Nhưng mà ngay lúc đó, Chúa chỉ cho tôi: con xấu xa, con oán trách, con hư hỏng, con không có đức tin. Và tôi bắt đầu xưng ra. Lạ lùng, ngay giây phút đó, một sự bình an tràn ngập trong linh hồn của tôi. Tôi nhớ rất rõ tôi đi trên đường ở tại Đắk Lắk, không có nhà, phải ở trọ nhà bạn bè, không có việc làm, không biết phải sống cách nào, tương lai thì mù mịt. Nhưng mà lần đầu tiên 23 tuổi cảm nhận tình yêu của Chúa. Và tôi nói rằng: lạy Chúa, xin hãy dùng cuộc đời của con. Thật ra lúc đó nói là nói vậy thôi, còn không biết là phải hầu việc Chúa cách nào. Bởi vì nếu quý vị biết là tâm trí của nhiều cơ đốc nhân lúc bây giờ, muốn hầu việc Chúa là phải vào trường Kinh Thánh, phải đăng ký để học, vân vân. Nhưng mà trường Kinh Thánh thì đâu còn nữa đâu, đã đóng cửa hết rồi. Tuy nhiên tình yêu của Chúa cảm động trong lòng. Và tôi nghĩ đến rất nhiều người không có được một cái sự bình an, không hề kinh nghiệm một sự bảo đảm trong tình yêu của Chúa như tôi. Và tôi chỉ nói rằng: lạy Chúa, xin hãy dùng con.
con xin dâng cuộc đời của con để phục vụ Ngài. 40 năm trôi qua, nhiều điều xảy ra lắm. Câu chuyện rất dài và không tiện để kể ở đây. Nhưng mà cái lời tự nhủ với Chúa ngày đó, 40 năm trước, xin hãy dùng con, giống như là một hạt cải vô cùng nhỏ bé, Chúa ôm ấp lấy, Chúa làm cho nó lớn lên. Và rồi ngày hôm nay, Chúa cho tôi trở thành một người hầu việc Chúa, trở thành một người đóng góp cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Buổi tối hôm nay, chúng ta rất vui vì được quen biết nhau, vì được cùng đồng công với nhau trong vương quốc của Chúa. Tôi cũng rất là vui, nhất là trong những ngày mùa dịch thì anh em cứ chạy qua chạy lại. Tôi thì ở Bình Thạnh, có những cái lời cầu cứu ở tại quận 12 xa quá. Và tôi nói rằng, Hùng ơi, em qua đi, em nhận dùm mấy chục phần quà phát dùm ở đó đi. Rồi một sư Hùng trong khi chở nói là, thầy ơi, em đang có một mớ rau này, thầy có lấy hay không? Cảm ơn Chúa, anh em được cùng phục vụ, được cùng nhìn thấy Chúa sử dụng mình cho vương quốc của Ngài. Tối hôm nay, trong cơ hội rất quý báu này, tôi muốn nói rằng, tất cả những gì mà chúng ta chứng kiến không phải là một thành công bất ngờ, đột xuất đâu. Nhưng lời của Chúa đã nói rất rõ rồi. Chúa Giê-xu đã nói, nước thiên đàng giống như một hạt cải, vô cùng nhỏ bé. Người kia đem gieo trong ruộng mình, nó trở nên một thứ rau, rồi nó trở thành một cái cây, đến nỗi chim trời đến làm tổ trên nhành nó. Lời của Chúa nói rằng, kẻ rất nhỏ sẽ trở nên 1000, kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân rất mạnh. Lời của Chúa cũng nói rằng, Ngài chọn những sự hèn mọn của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Ngài chọn những sự yếu đuối của thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. Tôi thấy Chúa thật là tuyệt vời. Chúa đã đem chúng ta về làm con của Ngài rồi, nhưng mà Chúa yêu chúng ta đến nỗi Ngài muốn chinh phục chúng ta mọi lúc mọi khi. Khi chúng ta yêu ai đó, một người chồng yêu vợ thường là muốn đem một điều gì đó làm ngạc nhiên cho vợ của mình. Người cha yêu con cái. Tôi nhớ ngày xưa khi con của tôi còn ở, nhiều khi con dặn là, bố ơi, tối nay về bố nhớ mua bánh cho con nha. Tôi im lặng và về. Thì nó chạy xuống, nó hỏi, bố ơi, có bánh không? Con đói bụng quá. Tôi đã có ở trong túi, nhưng mà tôi làm bộ tôi nói là, bố quên mất rồi. Tôi muốn nhìn thấy cái nét mặt rất là thất vọng của nó. Rồi cuối cùng tôi đưa ra và nó nói, đây nè. Nó vỡ òa. Và tôi nghĩ đến Chúa cũng vậy. Nếu chúng ta có một khởi đầu rất lớn lao thì thành công là tự nhiên. Người đời là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta bắt đầu bằng những gì rất tầm thường, rất nhỏ bé, Chúa chinh phục chúng ta. Chúa làm cho chúng ta tròn mắt ngạc nhiên. Và lúc bấy giờ mình nói, Chúa ơi, kỳ diệu quá, lạ lùng quá. Và tôi tin rằng lúc đó Chúa nhìn chúng ta rất là đẹp lòng, bởi vì Chúa muốn đem đến niềm vui, đem đến sự ngạc nhiên cho chúng ta. Chúng ta có mặt ở đây tối hôm nay để cùng chia sẻ niềm vui, để cùng cảm ơn Chúa, bởi vì tất cả chúng ta đều là những công dân ở trong nước thiên đàng. Bản chất của nước thiên đàng là bắt đầu với những gì rất nhỏ bé. Có lẽ nhiều người trong chúng ta nghĩ, tôi tầm thường lắm, tôi nhỏ bé lắm, khả năng của tôi hạn hẹp lắm. Nhưng mà hãy nhìn thấy bằng chứng rất sống động từ nơi đầy tớ của Chúa, từ nơi hội thánh này, để một lần nữa và nói rằng, lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì hạt giống Ngài đã gieo ra trong con. Con sẽ nắm lấy, con sẽ ôm ấp, con sẽ tưới bón nó, cho đến chừng nó trở thành một thứ rau, cho đến chừng nó trở thành một cái cây
đến nỗi chim trời đến làm tổ trên nhành nó, và Chúa sẽ được tôn cao đầy vinh hiển. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.